Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Việt Nam năm 2045, trong 2 ngày 21-22 tháng 11, diễn đàn sẽ tập trung thảo luận các nội dung, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, vai trò của khoa học công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước, vai trò của thanh niên và trí thức trẻ trong tham gia phát triển đất nước đến năm 2045. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bạn trí thức trẻ cần quan tâm thảo luận sâu hơn, đưa ra những mục tiêu, giải pháp phát triển của đất nước. Đây là dịp để thanh niên trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu hợp tác, chia sẻ, cùng đưa ra những giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2045.